Thương ưỡng là thứ công tử nước vệ, dòng thứ, ông tên ưỡng, họ công tôn, tổ phụ ông vốn là họ cơ. Thương ưỡng lúc còn nhỏ rất thích ngành học hình danh, thờ ngụy tướng là công thúc tỏa. Công thúc tỏa biết ông giỏi, nhưng chưa có dịp tiến cử ông. Gặp lúc thúc tỏa bệnh, Ngụy Huệ vương thân đến thăm bệnh và hỏi. Công thúc bệnh. Nếu không có gì kiên kỵ, xin hỏi, sắp tới phải tế xã tắc như thế nào? công thúc tỏa thưa. Đứa thứ tử của tôi là công tôn ưỡng, tuổi tuy còn nhỏ nhưng có kỳ tài, xin vua hãy chú ý đến những lời nói của nó. Huệ vương lặng thinh không nói gì, lại sắp sửa ra đi. Bảo người trong nhà tránh mặt, thúc tỏa thưa. Nếu vua không nghe lời khuyên nên dùng thương ưỡng, vậy thì phải giết ngay, không cho nó rời khỏi nơi này. Huệ vương đồng ý và ra về. Công thúc tỏa gọi thương ưỡng vào và từ tạ. Hôm nay, vua có hỏi ta, ai có thể làm tướng quốc, ta tiến cử ngươi, nhưng thái độ của vua là không đồng ý, ý riêng của ta là lo cho vua trước, mà bày tôi thì sau, nhân đó mới bảo vua, nếu không dùng ưỡng thì nên giết nó. Vua đã đồng ý như vậy ngươi phải đi trốn cho mau. Thương ưỡng đáp. Nếu vua không nghe lời tướng công để dùng tôi, thì đâu có thể nghe lời tướng công để giết tôi. Thương ưỡng liền không đi. Huệ vương ra về, bảo kẻ tả hữu. Công thúc bệnh nhiều, thật đáng buồn, nhưng lại muốn quả nhân dùng công tôn ưỡng để trị nước, thật là trái lễ. Công thúc tỏa chết, thương ưỡng nghe tận hiếu công hạ lệnh cầu người hiền trong nước, để trau dội cơ nghiệp của một công phía đông lấy lại những đất bị xâm lấn, thương ưỡng liền nhờ sủng thần của hiếu công là cảnh giám xin đến ra mắt. Qua bốn lần gặp, mà sau đó, hiếu công mới thích. Thương ưỡng cho cảnh giám biết, Ban đầu tôi nói với vua về đế đạo, nhưng vua không nhận được. Kế đó tôi nói với vua về vương đạo mà không thể vào được. Sau đó tôi nói về bá đạo, vua khen hay mà không dùng. Tôi bèn nói cái đạo làm cho nước mạnh, vua rất thích. Như thế thì làm sao sánh đức với nhà Ân, châu được. Hiếu công muốn dùng thương ứng biến pháp thay đổi chế độ cai trị, nhưng sợ thiên hạ dị nghị mình, liền triệu tập quần thần bàn bạc về chuyện ấy. Cam Long và Đỗ Chí đều phản đối biến pháp. Thương ưỡng nói. Cai trị không phải có một đạo, làm tiện lợi cho nước không nhất thiết phải theo xưa, cho nên vua thang, vua võ không theo phép xưa mà làm nên nghiệp vương, nhà hạ, nhà ân không đổi lễ mà mất, thế nên làm trái với đạo xưa chưa chắc là đã sai, và theo lễ cũ, cũng chưa chắc là đầy đủ. Hiếu công liền phong cho thương ưỡng làm chức tả thứ trưởng, và quyết định lệnh biến pháp, ra lệnh cho dân vào đội ngũ ai không tố cáo kẻ gian bị tội chém ngang lưng, người cáo kẻ gian được thưởng như chém đầu giặc, chứa chấp kẻ gian đồng tội với đầu hàng địch, nhà có hai đứa con trai trở lên nếu không ra riêng thì đánh thuế gấp đôi, có quân công thì sĩ tốt được thượng tước, đánh lộn thì bị hình phạt, lớn hay nhỏ gì cũng phải tráng sức làm việc. Cây ruộng, dệt vải có nhiều lúa, lụa được huẩn, kẻ nào làm không được việc, lười biến sanh ra nghèo nạn thì thâu tài sản bắt làm nô lệ. Người trong tôn thất, nếu không có quân công thì không còn được ở hàng tôn thất, tôn ti, tước trật, đẳng cấp phân biệt rõ ràng. Tên gọi điền trạch, thần thiếp, y phục đều có thứ lớp, phân minh. Kẻ có công thì hiển vinh, kẻ không công thì dù cho giàu cũng không được vinh hạnh. Chức tước nhà tầng có 20 cấp. Tả thứ trưởng là cấp thứ 10. Thứ trưởng là chức chỉ huy quân sự, dưới chức đại thứ trưởng. Đại thứ trưởng thuộc cấp thứ 18 lệnh biến pháp gồm 6 điều. Một ra lệnh cho dân phải tổ chức thành đội ngũ, như chế độ bảo giáp hay tổ chức nhân dân tự vệ ngày nay. Hai ra lệnh cho dân nhà nào có hai người con trai trở lên phải ra riêng để tăng số hộ khẩu. Ba thưởng người có quân công, trừng phạt kẻ đánh lộn, làm cho dân mạnh dạn trong việc đánh giặc mà nhát chuyện đánh lộn riêng tư. 4. Khen thưởng việc cày cấy trồng dâu dệt vải để tăng gia sản xuất năm, dòng tôn thất không quân công thì không được nối chức để ức chế lớp quý tộc không làm việc sáu, kẻ không công lao tuy giàu cũng không được vinh sang để ức chế lớp hào phú không làm việc chư tử thời tiên tần đều noi theo xưa mà thay đổi chế độ duy pháp gia thì lại biến cải thời xưa để thay đổi chế độ lịnh đã chuẩn bị xong xuôi nhưng chưa ban ra thương ứng sợ dân không tin mình liền dựng cây cao ba trượng ở cửa phía nam quốc đô ra lệnh cho dân hễ ai có thể dời cây ấy đến cửa bắc thì cho mười nén vàng dân chúng lấy làm lạ không một ai dám dời rồi lại ra lệnh tiếp nếu ai dời được sẽ thưởng năm mươi nén có một người đến dời thử liền được thưởng ngay năm mươi nén vàng để chứng tỏ là người trên không lừa dối sau đó liền hạ lệnh biến pháp năm đầu người nước tần cho là lệnh bất tiện kẻ có số ngàn thi hành lệnh mười năm nước tần đại trị chừng đó những người trước kia cho là bất tiện bây giờ lại nói là rất tiện. Thương ưỡng nói. Đó là những người dân làm rối loạn phép tắc. Liền dời hết bọn người ấy ra biên giới. Sau đó, người nước tận không một ai dám dị nghị gì về pháp lệnh cả. Về chuyện này sách tận bản kỹ có chết, ban đầu khi thi hành pháp lệnh mới, bách tánh ai cũng cho là khổ, nhưng sau ba năm thi hành, bách tánh lại cho là tiện lợi rồi thương ưởng được phong chức đại lương tạo đem binh vây an ấp của ngụy nước ngụy hàng chức đại lương tạo của tần là ở cấp 16, cũng gọi là đại thượng tạo theo tần bản kỷ thì thương ưởng được phong chức đại lương tạo vào năm thứ 10 đời hiếu công an ấp là thủ đô của ngụy năm thứ 12 đời hiếu công nước tần từ đất ung dời đô đến hàm dương mở rộng bờ cõi bình thuế khóa định việc đo lường rồi năm một năm phong thương ưỡng làm tướng quốc. Thái tử phạm pháp. Thương ưỡng nói. Pháp mà không thi hành được là do người trên phạm. Vì thái tử là người nối giỏi cho vua, nên không thể thi hành luật, liền cắt mũi người thái phó là công tử kiền, và xăm mặt sư phó là công tôn giả. Gặp lúc tề tướng là điền kỵ đánh quân ngụy đại bại ở Mã Lăng, hiếu công dùng kế của thương ưỡng, thừa cơ sai ưỡng đem binh đánh ngụy thương ưởng giả vờ cùng ngụy tướng là công tử cung an thề rồi đánh bất ngờ và bắt cầm tù công tử cung đại phá quân ấy nước ngụy cắt đất hà tây để làm hòa rồi lìa bỏ an ấp đến đóng đô ở đại lương vua huệ vương tức mà nói rằng ta hối hận đã không nghe lời công thúc tỏa thương ưởng trở về hiếu công phong cho đất thương mười lăm ấp và lấy hiệu là thương quân thương quân làm tướng quốc nước tần mười năm các hàng tôn thất và quý thích đều oán ghét. Triệu Lương đến ra mắt thương quân và khuyên ông nên trở về đất phong 15 ấp, ông không nghe. Được năm tháng, Hiếu Công mất, Thái tử Tứ lên ngôi, đó là Huệ Văn Vương. Bọn công tử kiền tố cáo thương quân muốn làm phản, vua sai người đến bắt, thương quân chạy ra cửa ải, muốn vào ở nhà trọ, người chủ không biết đó là thương quân liền từ chối nói rằng. Pháp lệnh của thương quân, nếu cho người lạ ở trọ mà không biết rõ thì sẽ bị tù. Thương quân thang. Cái hại làm pháp lệnh đi đến nỗi này. Liền chạy qua nước ngụy. Người ngụy oán ông, lại sợ tần, liền đưa ông trở về tần. Thương quân lại vào đất tần, chạy vào thương ấp, phát ấp binh. Tần cũng phát binh đánh, đuổi và giết ông ở trịnh mẫu trì, rồi dùng xe xê xác ông để trị tội, và diệt luôn cả gia đình ông những người đã học với thương quân, tìm gom góp những pháp lệnh thành pho thương quân thơ. Trong hán chí, phần pháp gia, có thương quân thơ gồm 29 thiên, ngày nay còn 24 thiên.